Báo Thanh Niên thông tin, không chỉ tiền sử dụng đất của người dân tăng, dự thảo bảng giá đất mới của thành phố Hồ Chí Minh nếu áp dụng còn khiến giá nhà đất và cả ngân sách cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Liên quan đến bảng giá đất mới, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vốn đầu tư cho hai dự án Rạch Xuyên Tâm ở quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp và Bờ Bắc Kênh Đôi ở quận 8 sẽ tăng hơn 10.000 tỷ đồng cho phần bồi thường. Cụ thể, trước đó thành phố đã thông qua vốn đầu tư cho dự án Bờ Bắc Kênh Đôi là gần 5.000 tỷ đồng, dự án Rạch Xuyên Tâm là 9.600 tỷ đồng. Nếu áp dụng theo giá đất mới với quận 8 tăng 254%, quận Gò Vấp tăng bình quân 212% và quận Bình Thạnh tăng 167% thì chi phí giải phóng mặt bằng sẽ thêm khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương tăng gần 46% so với trước. Đáng nói, không chỉ dự án này mà các dự án đầu tư công khác sẽ bị đội vốn do chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng tăng và ngân sách sẽ phải bù đắp cho khoản gia tăng này. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc gia tăng vốn để giải quyết câu chuyện chậm tiến độ chỉ là giải pháp tình thế nhưng sẽ tạo tiền đề để các dự án trên cả nước ăn theo, vốn đổi lên hàng triệu tỷ đồng, nguy cơ ảnh hưởng tới các mục tiêu dân sinh cấp thiết khác. Không chỉ vậy, với việc tăng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, các dự án có thể rơi vào tình trạng khó bố trí vốn, nhà đầu tư không đủ năng lực chi trả, lúc đó ngay cả tiến độ cũng chưa chắc đã được giải quyết. Chi phí đầu tư dự án tăng cũng ảnh hưởng mạnh đến nhà đầu tư nước ngoài khi muốn tham gia phát triển dự án tại Việt Nam, do chi phí cơ sở hạ tầng sẽ chiếm vai trò quan trọng nhất. Chưa kể, việc tăng giá đất đền bù cũng vô hình chung khiến giá đất tăng cao, phá vỡ mặt bằng chung, khiến thị trường bất động sản lại leo lên mức mới, ảnh hưởng đến những người dân đang có nhu cầu mua nhà. Bài toán về an sinh xã hội cũng bị ảnh hưởng. Để giải quyết bài toán tái định cư cho các dự án hạ tầng, thành phố có thể bố trí quỹ căn hộ định cư đang dư dư cho người dân. Điều này vừa giúp hạn chế lãng phí quỹ nhà thành phố đã bỏ hoang nhiều năm, vừa giúp ngân sách vốn đang eo hẹp tiết kiệm được 10.000 tỷ đồng và người dân yên tâm có nhà để ở, một chuyên gia đề xuất. Ở chiều hướng ngược lại, việc bảng giá đất mới dù chưa chính thức áp dụng nhưng đã làm cho cuộc sống của nhiều hộ dân đảo lộn. Chị Nguyệt Hà, ngụ thành phố Thủ Đức cho biết, những ngày qua khi hay tin Sở Tài nguyên Môi trường đưa ra lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất mới để kịp ban hành và áp dụng vào ngày 1 tháng 8, những người có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở chạy đôn chạy đáo chuẩn bị tiền, hồ sơ nộp trước ngày 1 tháng 8 mong được áp dụng bảng giá đất cũ. Tuy nhiên, việc này không dễ, hồ sơ liên tục bị trả về vì sai sót, mọi việc bấn loạn hết lên. Hiện nay, luật đất đai 2024 đã có hiệu lực, cũng đồng nghĩa bảng giá đất cũ sẽ không còn được áp dụng. Trong khi đó, bảng giá đất mới tăng quá cao, dẫn đến nhiều băn khoăn nên thành phố vẫn đang lấy ý kiến, chưa biết khi nào mới ban hành. Vì thế, thời gian này, rất nhiều hồ sơ nhà đất của người dân sẽ bị treo, không được xử lý, trong khi việc mua bán thế chấp ngân hàng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu bức thiết. Thành phố cần tiếp tục tính thuế theo bảng giá đất hiện hành, nếu dừng thì trái quy định của pháp luật và ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân, chị Nguyệt Hà kiến nghị. Bạn thấy kiến nghị trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Ở góc độ doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản, bà Thái Hà, tổng giám đốc công ty địa ốc TL Real cho rằng vì bảng giá tăng đột ngột và tăng quá cao sẽ khiến những người đang nắm giữ đất cũng có tâm lý té nước theo mưa. Để giá đất tăng cao, điều này khiến những dự án đang hoặc chuẩn bị giải phóng mặt bằng sẽ phải mua đất với giá cao hơn. Tất cả sẽ cơ cấu vào giá thành nên người mua cuối cùng sẽ phải chấp nhận giá cao hơn. Việc tăng giá đất, nhà nước được hưởng lợi đầu tiên vì khi mua bán, người dân phải kê khai giá theo bảng giá đất để nộp thuế. Như vậy, nhà nước sẽ hạn chế được tình trạng thất thu thuế diễn ra lâu nay. Đối tượng thứ hai được hưởng lợi là người đang có đất sẽ được đền bù giá cao hơn. Tuy nhiên, điều này vô tình đẩy giá nhà đất tăng cao và người mua bất động sản để ở là người phải chịu thiệt hại. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp thuê đất, mua đất để xây dựng nhà máy, nhà xưởng cũng sẽ phải gánh thêm chi phí. Tất cả được cộng vào giá thành, từ đó làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bà Thái Hà phân tích. Dẫn luật đất đai 2024 quy định bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của luật đất đai 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12, 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Bà Hà cho rằng thành phố Hồ Chí Minh nên tiếp tục áp dụng bảng giá đất cũ, có thể cộng thêm hệ số K. Nếu tăng, cũng cần có lộ trình để người dân doanh nghiệp thích nghi, chứ không thể tăng đột ngột theo kiểu đánh úp, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung còn khó khăn như hiện nay. Chỉ còn một năm nữa là áp dụng giá đất theo luật đất đai mới thì không nên ban hành bảng giá đất mới để gây thêm áp lực về tài chính cho người dân, cho doanh nghiệp.
bà Hà thẳng thắn. Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai thừa nhận, nếu bản giá đất mới được công bố, giá nhà đất trong thời gian tới chắc chắn sẽ tăng lên, bởi dễ nhận thấy là trước 1 tháng 8, thuế chuyển quyền sử dụng đất thấp, cấu thành giá trị sản phẩm ban đầu thấp, thì giá nhà đất bán ra cũng theo đó thấp hơn. Nay với bản giá đất mới, các loại thuế, phí và các yếu tố cấu thành sản phẩm đều tăng lên, nên chắc chắn giá sản phẩm sẽ tăng theo, đặc biệt là các dự án hiện đang đền bù, hoặc mới được chấp thuận chủ trương, chuẩn bị đền bù. Dự án chưa ra được thông báo tính tiền sử dụng đất sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Giá bất động sản tăng, trong tương lai, người mua nhà sẽ khó tiếp cận nhà ở hơn. Chỉ những doanh nghiệp đã có sẵn quỹ đất sạch, đặc biệt là đã nộp được tiền sử dụng đất, sẽ chiếm lợi thế. Vì đầu vào thấp nên giá thành sẽ thấp, dễ dàng cạnh tranh. Bạn thấy ý kiến trên của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về bảng giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Nói với VN Express, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, nói giá đất tăng cao tất yếu kéo theo tiền sử dụng đất, thuế, phí đều tăng tương ứng. Nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những người dân cần mua bán, chuyển nhượng, phải đóng lệ phí trước bạ cao hơn mức cũ. Mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cũng sẽ cao hơn, bởi công thức tính thuế là 2% nhân cho giá chuyển nhượng. Giá chuyển nhượng không thấp hơn bảng giá đất do Ban Nhân dân tỉnh, thành phố ban hành. Tiếp theo là nhóm cần làm hồ sơ đất đai liên quan đến các thủ tục cấp sổ, đóng thuế sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, nhất là ở khu vực các huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, nơi có tỷ lệ tăng giá đất cao nhất và cũng còn nhiều trường hợp dân sử dụng đất lâu năm chưa làm sổ do vướng quy hoạch hoặc chưa có điều kiện làm. Luật sư Trần Đức Phượng thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận bảng giá đất mới có thể tạo ra cú sốc nhẹ cho thị trường vì mức điều chỉnh có sự tăng trưởng đột biến so với hiện tại. Nhiều hộ gia đình cá nhân có đất bị vướng quy hoạch treo, quy hoạch đất dân cư xây dựng mới, điều kiện về hạ tầng chưa làm sổ, chuyển mục đích được, hoặc các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi lên thổ cư hợp pháp hóa quyền sử dụng đất, nay thuế và tiền sử dụng đất tăng cao sẽ gây khó khăn. Ngoài ra sẽ có một nhóm khác cũng chịu tác động lớn là những nhà đầu cơ đầu tư đất nền phân lô, đất nông lâm, những người đang nắm giữ đất lâu năm chờ lên thổ cư. Nếu muốn chuyển đổi hay chuyển nhượng đất trong hạn mức sẽ chịu mức thuế phí tăng đột biến. Nhóm những đơn vị phát triển dự án đang chờ để hoàn tất hồ sơ đóng thuế đất cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bởi từ sau ngày 1 tháng 8, nếu tính theo bảng giá mới, khoản chi phí phải đóng chắc chắn sẽ tăng rất nhiều so với dự kiến trước của họ. Điều này ảnh hưởng phần nào đến cân đối dòng tiền của doanh nghiệp. Ông Phượng cho rằng việc điều chỉnh bảng giá đất sẽ tác động rất lớn đến đời sống xã hội. Vậy nên chính phủ cần nghiên cứu việc tăng giá đất có lộ trình, chia làm nhiều giai đoạn để giảm sốc cho doanh nghiệp và người dân, nhất là dân cư ở các quận, huyện, vùng ven, nơi có mức biến động mạnh nhất, ách tắc thủ tục chuyển đổi đất đai nhiều và đời sống kinh tế vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc bảng giá đất tăng cũng có những tác động tích cực. Theo luật sư Nguyễn Đức Phượng, bảng giá đất điều chỉnh tăng thực chất đang đưa giá đất từng bước tiệm cận với mặt bằng chung của thị trường, tạo sự minh bạch cho các nhóm sử dụng đất và tránh thất thu cho ngân sách. Việc sử dụng đất vì thế sẽ tiết kiệm hơn, giá đền bù cho các chủ sở hữu sẽ đảm bảo công bằng hơn. Ông Võ Hồng Thắng, giám đốc đầu tư GKR Group cũng phân tích bảng giá đất mới theo dự thảo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh không tác động xấu đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Do đa số các doanh nghiệp địa ốc được tính tiền sử dụng theo phương pháp thặng dư, còn các dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, xét theo hướng nào đó, doanh nghiệp còn được hưởng lợi. Bởi theo ông, việc hoàn thành bảng giá đất giúp đẩy nhanh các thủ tục pháp lý cấp mới và điều chỉnh dự án. Khi giá đền bù sát với thị trường sẽ rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cho các dự án, các thủ tục pháp lý liên quan cũng thông thoáng hơn, giúp giảm chi phí triển khai xây dựng, bù qua sớt lại, doanh nghiệp vẫn cân đối được câu chuyện tài chính. Bên cạnh đó, ông Thắng cho rằng giá bất động sản sơ cấp cũng sẽ không dễ tăng đột biến khi tiền sử dụng đất tăng theo bảng giá mới, bởi mỗi sự điều chỉnh phải đảm bảo hài hòa cán cân cung cầu. Nếu tăng giá diễn ra quá nhanh và lớn, nhu cầu thị trường không theo kịp, dự án sẽ dễ mất thanh khoản. Vì nên các chủ đầu tư sẽ không thể tự ý tăng vô tội vạ mà cần lộ trình để thị trường thích ứng. Dù vậy, ông vẫn lưu ý sẽ có những khu vực xuất hiện tình trạng sốt nóng cục bộ, té nước theo mưa khi giá đất có sự điều chỉnh tăng mạnh thời gian tới. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh áp dụng bảng giá đất điều chỉnh từ ngày 1 tháng 8, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé.